Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với khóa học lập trình BLC Online. Thì ngày hôm nay admin sẽ hướng dẫn các bạn cái đề tài, đó chính là kết nối Modbus TCP/IP giữa hai con BOC S7500 với nhau. Thế thì liên quan về cái đề tài là Modbus TCP/IP thì admin đã làm rất nhiều trên kênh YouTuber Nguyễn Văn Nguyên BLC. Các anh chỉ có thể vào cái mục là Modbus TCP/IP ha. TCP/IP hoặc gì các bạn gõ Modbus TCP/IP thì bao gồm các bát ở đây. Nhưng mà chủ đề ngày hôm nay admin muốn làm cho các bạn cái đề tài, đó chính là vẫn là đề tài Modbus TCP/IP, nhưng ở đây chúng ta sẽ đóng vai trò là vừa read dữ liệu và vừa write dữ liệu, có nghĩa là client vừa đóng vai trò là read dữ liệu từ server và ghi dữ liệu từ cho server ha. Có khác các video ở trong mà trong kênh Nguyễn Văn Nguyên BLC. Thì thực ra cái đề tài là Modbus TCP/IP thì nó thuộc vào cái mục là mạng truyền thông công nghiệp của bên trung tâm, đúng không ạ? Bên trung tâm hiện tại bây giờ có các khóa học lập trình BLC online. Đấy, trong cái đề tài là Modbus TCP/IP thì nó sẽ có một cái bài thuộc về mạng truyền thông công nghiệp ở đây này. Rất nhiều bài về mạng truyền thông công nghiệp, bao gồm là mạng Profinet này. Đấy, mạng Modbus RTU này, mạng Modbus TCP/IP này, mạng Modbus Profinet này, mạng Profinet IO, mạng Profibus mà và giao thức TCP và UDP này, và web server data logger. Đấy, đây cái khóa học về mạng truyền thông công nghiệp. Đấy. Ngoài ra thì bên trung tâm còn có các khóa học về BOC S7500 WinC cơ bản này, khóa học về BOC S7500 WinC nâng cao, thì các anh chị có thể xem vào đây, các anh chị xem thêm nội dung ha. Ngoài ra thì bên trung tâm vừa khai giảng thêm các khóa học về cái phần là WinC Unify kết hợp với JavaScript. Đấy, các anh chị có thể thêm xem vào cái phần là WinC Unify kết hợp với JavaScript nằm đây nhé. Đấy. Ngoài ra thì các anh chị có thể lên một cái danh mục danh sách phát để các anh chị xem thêm cái phần là khai giảng khóa học lập trình BLC hoặc là trailer về khóa học lập trình BLC S7500 WinC HDMI. Trong này có các khóa đây này, được chưa? Đấy. Để không mất thời gian của các bạn nữa thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái phần là gì ạ? Modbus TCP/IP. Ở đây thì chúng mốt BLC client can read and write server ha. Thế thì hiện tại bây giờ admin đã tạo ra các data ở đây, bao gồm data 1, data 2, data 3, data 4. Ở đây đây là BLC client nha, còn bên này là BLC server. Thế thì BLC client thì nếu như nó đóng vai trò read thì nó sẽ đọc dữ liệu từ thằng server vô. Được chưa? Còn nếu như chúng ta chọn mode là write thì nó sẽ ghi dữ liệu xuống cho server. Cái thứ ba, nếu chúng ta chọn disconnect là gì, nó ngắt kết nối. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ có ba cái phần ở đây, chúng ta làm cái phần là ba phần Modbus TCP/IP. Thì đầu tiên này, các anh chị nhìn thấy nó đang ở như thế này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có là gì, hai con BOC nhé. Chúng ta vào cái mục là device config này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem được thấy là gì ạ, nó sẽ có là hai con ở đây. Đấy, hai con. Và hiện tại bây giờ hai con này được giám sát truyền nhận dữ liệu trên WinC Runtime Advanced. Thì hiện tại bây giờ disconnect thì ở đây admin có thể cho đây là 10, đúng không ạ? Nó không liên quan gì, đúng không ạ? 20, đúng không ạ? Đây là 30, bởi vì nó đang là disconnect nhé. 40, đúng không ạ? Admin có thể cho đây là 50 đây. Đó, 60 này. Đó, bởi vì sao ở đây chúng ta đang là disconnect nên là gì ạ? Chúng ta có quyền là ghi địa chỉ cho các BOC là khác nhau. Đấy ha, ví dụ các bạn nhìn thấy data Modbus client đó 10 này, đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ có là data Modbus server. Ở đây là chúng ta sẽ có là cái phần là gì, data Modbus server coi. Đây BOC số 2 đây. Chúng ta vào row RAM này. Đúng không? Chúng ta vào cái phần là data server ở đây, đúng không ạ? Đấy. Được chưa? Đó, được chưa? Rồi bây giờ ví dụ như trường hợp mà tôi chị ạ, lấy client đang disconnect, đang màu đỏ disconnect nhé. Bây giờ tôi sẽ lấy trường hợp là gì, client read data từ server thì tôi click vào đây cái thì lập tức là gì ạ? Nó sẽ nhảy lên 50, 60, 70, 80. Đấy ha, 50, 60, 70, 80. Trường hợp mà đây tôi cho là gì, tôi cho đây là 100 thì thằng kia nó sẽ từ đầu nó nhận lên 100, đây là 200 thì nó sẽ từ đầu nhận 200. Đây là 300 thì nó trừ nhận 300 và đây là 400 thì nó sẽ từ đầu nhận 400, đúng không ạ? Đấy, nếu như admin để đây là 1 này thì nó sẽ không cho, đúng không? Nó sẽ không cho bởi vì gì ạ? Nó đang read dữ liệu từ server, đúng không? Đấy, 4 này hay là 4, 10. Đó, không cho, đúng không ạ?
bởi vì nó đang là đít dữ liệu từ server. Đấy. Còn bây giờ là gì? Ở đây chúng ta có quyền thay đổi nó thì yên tâm, chúng ta thay đổi thì nó thay đổi thôi, đúng không? Còn bây giờ chúng ta sẽ write dữ liệu từ server, từ client cho server thì chúng ta chọn đây là mode là write. À, chúng ta chọn mode đây là write thì bây giờ tôi cho đây là 100 thì bên kia nó sẽ nhận 100. Đấy, ở đây cho là 200 thì tôi nhận 200, mà đây cho là 3. 3 thì nó sẽ nhận là 3, đúng không? Đây cho 4 thì nó nhận sẽ 4, đúng không? Đây là write dữ liệu. Còn trường hợp có disconnect thì đây là 300 thì nó không liên quan gì, đúng không? Đây 300, đây là 600. Đấy, thấy chưa? Nó không liên quan gì, đúng không? Đây là 800. Đấy. Còn chúng ta read cái thì nó sẽ đọc dữ liệu xuôi lên. À, read này. Đấy, được chưa? Đấy, còn write này. Đấy, write. Thì đấy là cái phần mà chúng ta truyền thông Modbus TCP IP giữa hai BOCS 7005 với nhau thông qua BLCC Advanced, và chúng ta sẽ giám sát ở trên này thì client vừa read vừa write server. Thế thì hiện tại bây giờ như các bạn nhìn thấy là đây chúng ta sẽ có hai con BOCS như thế này và chúng ta sẽ giám sát trên WinC như thế này, đúng không ạ? Rồi, ở đây thì đối với cái thằng là hàm BOCS client này. Anh chỉ nhìn thấy BOCS client thì chúng ta sẽ có cái hàm function Modbus client ở đây. Thì ở đây thì chúng ta sẽ làm 3 phần thôi. Một là gì ạ? Ở đây thì các bạn lưu ý là admin đã làm rất nhiều, admin đang đọc 5 data lên ha. Mode bằng mode là ghi đúng không ạ? Đây write này, còn trường hợp là mode bằng disk thì nó sẽ đọc đây, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ đọc là, ở đây chúng ta sẽ cho nó là mode read bằng 0 là đọc dữ liệu, đúng không ạ? Mode bằng 1 thì write dữ liệu, và bằng 2 là cho nó disconnect đi. Trường hợp disconnect này. À thì thằng này bằng 2 thì nó sẽ đắt cái hàm này ra. Đấy. Còn bây giờ trường hợp read dữ liệu thì thằng này sẽ bằng 0. Đúng không ạ? Và write dữ liệu thì thằng này sẽ bằng 1, thì chúng ta sẽ đưa cái hàm như vậy thôi. À, ở đây thì tôi đọc 4 thanh ghi, bắt đầu từ 5 thanh ghi từ 40001, đúng không ạ? Đấy, và data lấy cái thanh ghi là data Modbus client ở đây. Đấy, data Modbus, đã quên data Modbus client chưa? Đúng không ạ? Rồi ở đây là gì ạ? Chúng ta sẽ có cái phần là connection ở đây, Modbus client ở đây này. Thì chúng ta sẽ có cái phần là địa chỉ của cái con BOCS. Đầu tiên là địa chỉ được của con server là .0.2, chúng ta để đây là 192.168.0.2. Đấy, được chưa? Còn đối với cái hàm mà server thì sao? Server thì chúng ta sẽ có cái phần là data Modbus server, đúng không? Function Modbus server. Đấy, Modbus server thì chúng ta sẽ gọi một cái thằng là Modbus server ra. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy cái thằng này là data server ở đây. À, Modbus server ở đây chúng ta sẽ là chọn thằng này là con client là .0.1, nên chúng ta chọn IP đây là .0.1 nhá. Đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ xem qua mắt kính ở đây này. Ở đây ta xem thấy mắt kính ở đây nữa. Đấy, được chưa? Đây cái con BOCS 1 là .0.1 và .1.1, BOCS 2 là .1.2 và .0.2, và WinC là .0.3. Đây chúng ta sẽ giám sát trên nó, được chưa? Đấy. Đây ha. Modbus server thì hiện tại bây giờ chúng ta sẽ lấy data Modbus server vô. Còn Modbus TCP IP thì sao? Thì chúng ta sẽ là Modbus server, chúng ta sẽ gõ địa chỉ client vô đây. Thì đấy là cái cấu hình phần cứng cho nó. Thì cấu hình cũng khá là đơn giản thôi, đúng không? Các bạn nhìn thấy nó cấu hình cũng khá là đơn giản, đúng không ạ? Đây là cái phần là gì ạ? Phần là Modbus client ở đây ha. Thì trong cái phần Modbus client thì chúng ta thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ đọc mod bằng 0 thì đọc dữ liệu, một bằng ghi dữ liệu, đọc từ thanh ghi này. Đấy, connection thì chỉ có như vậy thôi, như này. Đấy, thế thì trong video này thì chúng ta đã biết cách là gì, vừa read vừa write dữ liệu cho server, đúng không? Đấy, thì đây là cái nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta. Đấy, còn các bạn nào mà muốn đăng ký các khóa học lập trình BLC online thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với admin. Ở đây có cái số điện thoại admin sử dụng Zalo nằm đây ha. Và các bạn nào mà muốn xem nội dung các khóa học, đặc biệt là vừa rồi bên trung tâm có khai giảng hai khóa học lập trình WinC Unify kết hợp với JavaScript, đó là cái khóa học về đi trước và đón đầu xu hướng công nghệ mới, thì các anh chị có thể lên xem các nội dung khóa học nằm đây. Đấy, còn không nữa thì các anh chị có thể xem vào cái phần là danh sách phát ở đây, các anh chị xem cái phần là
Danh sách phát ở đây thì sẽ có là các nội dung trong khoai phần khóa học lập trình WinC Unify này. Còn đây sẽ bao gồm các khóa học về BIOS 7200, 300, 400 WinC và HDMI nằm đây. Thì đấy cái nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta về gì ạ? Read and Write Server. Đấy, sử dụng Modbus TCP/IP giữa hai BIOS 7500 xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.